Em tưởng là hai bên có hai hàng các anh chiến sĩ đứng chào này đón cơ ạ. Không phải, trong thời tiết 50 độ hay gì. Sao do nóng quá nên không có tiết mục đấy. Ủa sao có mình em vali bự nhất vậy ta? Mình có được ở chung khu với lại các anh đặc công khác không ạ? Bạn đi đã, sẽ hỏi sau. Ok, với Nam á. No question. Yeah. Kèn báo thức. À, ngủ chưa đúng không anh? Mọi người ngủ chưa? Rồi các bạn. Ôi. Nói không em? Yeah. Lùi bước. Bước. Hôm nay đơn vị rất vinh dự được đón 4 đồng chí về huấn luyện tại Liên đội 9. Điều đầu tiên tôi xin được giới thiệu, tôi Chu Văn Hạnh, Liên đội trưởng Liên đội đặc công 9, Lữ đoàn đặc công bộ 113, đơn vị 3 lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Xin chào chỉ huy, tôi tên là Ngô Thị Quỳnh Mai, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại đây là người mẫu vũ công hết. My talent is dancing. Dancing. Xa cái điện thoại một tuần thì em cũng quen với nó rồi. Nhưng mà còn việc mà lo lắng đó là về cái sinh hoạt và cái giờ giấc, cũng như là các kỷ cương mà mình phải chấp hành, và mình chỉ có thời gian là 7 ngày thôi, thì mình phải gọi là có một cái khoảng thời gian rất là nhanh để mà mình thích nghi với nó và mình thể hiện được là mình có thể làm được và mình có thể làm tốt. Đồng chí tiếp theo. Xin chào chỉ huy, tôi là Nguyễn Hương Giang, sinh ra tại Hà Nội, hiện giờ đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn ạ. Hết. Thử vào một cái môi trường khác xem sao. Một cái môi trường mà ra hình dung nó là một cái gì đấy nó rất là nghiêm khắc và quy củ. Thì mình lại muốn thử vào đó để xem với cái sự khắc nghiệt của cái môi trường đấy, với cái sự chính xác của cái môi trường như thế thì con người mình nó sẽ thay đổi như thế nào. Đồng chí tiếp theo. Xin chào chỉ huy, tôi tên Nguyễn Hồng Nhung, sinh ra tại Quảng Bình, hiện đang là diễn viên. Hết. Em chào anh Matcha. Em nghe Hiếu nói về anh đã lâu rồi á, mà hôm nay em mới được gặp. À, thật ra anh không phải là Matcha. Matcha là mạt trà. Anh tên là Matchu. Em thấy Matcha dễ thương hơn, em gọi là Matcha nha. Em yêu anh. Cái gì vậy? Tiếng Nhật nói làm sao vậy anh? Quyết tâm đầu tiên là em sẽ cố gắng không có bỏ cuộc. Sẽ cho mọi người thấy một Nhung rất là khác, không có giống như trên hình. Mọi người sẽ nghĩ em là một người yếu đuối, nhưng mà sẽ thay đổi suy nghĩ của mọi người. Chào chị Huy, tôi tên là Trần Thị Kim Ngân, tôi sống tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại là diễn viên. Hết. Ăn cướp, trời ơi, ăn cướp, cứu tôi với. Alo. Em đang làm gì đó? Em sắp về tới rồi. Sợ nắng thì em không ngại đâu. Em chỉ sợ một điều là tại vì em bị cận. Mà em sợ nắng thì mắt em hay bị đỏ lắm. Còn sức khỏe cái này kia thì em nghĩ là em sẽ cố được. Em trông mong là mọi người sẽ vui tươi, dễ thương, đáng yêu với em chút xíu, để em đỡ hoang mang hơn nữa. Nghe
Ngày tháng năm sinh của tôi là 31 tháng 7 năm 1997. Sợ quá. Dạ, Sơn Thủy Lệ Thủy Quảng Bình. Wow. Nóng quá. Rèn luyện cho quen. Đặc công nó có đặc thù. Riêng tại thủ đô Hà Nội, tình trạng nắng nóng vẫn xảy ra khá gay gắt khi nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn lên cao tới 40 độ. Đồng chí cho tôi biết là cái quê quán gốc của đồng chí và nơi đồng chí hiện tại đang sống. Quán là Phú Xuyên, Hà Tây ạ. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, cao 1m66, nặng 46kg, huyết áp 105/70. Ngô Thị Quỳnh Mai, chị đọc họ tên. Hương Giang ạ. Rửa da thật nhẹ, mắt nhìn sâu vào cái cây kìa, cây xanh kìa, có hoa mắt đổ bây giờ đấy. Qua kiểm tra sức khỏe, như vậy là các ông chí đảm bảo cái thể lực tốt để rèn luyện trong môi trường quân đội, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ người chiến sĩ đặc công. Sau đây, thứ tự các ông chí vào nhận quân trang. Chào đồng chí. Rồi, đi về vị trí đi. Xong chưa? Ủa xong rồi, sao nắng nha? Ôi, tôi hợp ra má thôi. Thì nhớ khi đội mũ là sau quay về phía trước. Đồng chí rõ chưa? Là lúc đó là em không có cảm nhận được là cái nón là em đang đeo ngược hay là đeo đúng nữa. Tại vì em với lại Ngân á, là đứng mà không có đội nón á, thì nắng nó dội ngay thẳng vô đầu luôn. Thì ngay lúc đó thì nhức đầu quá, xong rồi cũng choáng nữa. Như vậy các ông chí đã chính thức trở thành người chiến sĩ đặc công. Qua cảm nhận đầu tiên, như vậy là các ông chí đã có quyết tâm cao này, tinh thần ý chí khắc phục gian khổ, đặc biệt là thời tiết nắng nóng như buổi hôm nay. Thưa đồng chí liên đội trưởng, tôi cảm thấy mình được rèn luyện và theo một nền nếp kỷ cương và tôi rất thích điều đó. Hết. Trẻ ơi. Im. Tôi ghét ekip này rồi đó. Có cần phải như vậy không? Tôi cảm thấy căng thẳng. Căng thẳng hả? Hơi sợ. Lý do làm sao? Tại vì mọi người căng quá. Căng quá à? Dạ. Nắm tay vào, hít thở sâu vào. Thấy căng chưa? Hít thở sâu vào. Thở ra. Thở từ từ là hết căng. Thở ra, chậm. Đồng chí thấy căng thẳng chưa? Dạ rồi, đỡ. Đã nắng rồi vào gặp mọi người. Chào. Sợ, từ giờ em sợ lắm luôn á. Dạ báo cáo đồng chí liên đội trưởng. Em thấy tuyệt ạ. Quyết tâm không? Dạ. Quyết tâm. Tâm. Quyết tâm. Báo cáo đồng chí liên đội trưởng. Sau khi đến liên đội đặc công 9, lữ đoàn đặc công 113. Một, đồng chí không được nói EA. Phải đứng nghiêm, không cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi này. Thực sự thì với lễ nhận quân là quá là trắng ngợp. Thấy chú ý thực sự là rất là khó tính lúc đầu. Mà ngay lập tức thì Giang là cái người bị nhắc nhiều nhất. Báo cáo đồng chí liên đội trưởng. Được. Từ lúc tới liên đội đặc công 9 thuộc lữ đoàn đặc công 113, tôi cảm thấy 20 phút vừa rồi rất là áp lực, có một chút sợ và nóng. Nhưng tôi tin là tôi sẽ khắc phục được tâm lý và sẽ rèn luyện thật tốt. Hết. Được. Các nội dung huấn luyện rất là khó khăn, nguy hiểm, gian khổ. Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thì yêu cầu của anh chí là một là có quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn nơi ăn ở, đặc biệt là khó khăn về thời tiết. Các đồng chí nhất trí không? Nhất trí. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Tôi xin được giới thiệu. Buổi lễ nhận quân đã diễn ra một cách khá căng thẳng đối với bốn cô gái. Đặc biệt dưới cái nắng nóng 40 độ của đợt nóng kỷ lục miền Bắc. Hãy cùng chờ đón xem điều gì sẽ xảy ra với họ. Quyết tâm. Quyết tâm. Kim Ngân. Giờ trái. Bên phải. Không. Đồng chí đánh mặt sang bên phải. Thôi. Trước khi chúng ta tiến hành làm việc, tôi xin tự giới thiệu như sau. Tôi, Đào Thanh Tùng,
mũi trưởng mũi đặc công 1, đội đặc công 10, niên đội đặc công 9 là cán bộ trực tiếp chỉ huy quản lý và huấn luyện các đồng chí trong thời gian các đồng chí trải nghiệm trong quân ngũ. Các đồng chí rõ chưa? Một là đối với xưng hô chào hỏi đối với cán bộ trong đơn vị. Một là khi hỏi hoặc khi gọi lên tên, các đồng chí phải hô. Xin lỗi đồng chí, cho em ngồi xuống. Các đồng chí xuống ba lô. Các đồng chí đặt ba lô xuống phía sau. Hạ ba lô xuống. Hai đồng chí bên cạnh, các đồng chí đỡ ba lô xuống. Các đồng chí đặt hẳn ba lô xuống. Đồng chí Nhung làm sao? Đồng chí có đứng dậy được không? Dạ. Cho tôi xin 2 phút. Các đồng chí cứ bình tĩnh. Cái nội dung này có quân y sẽ tiến hành xử lý sau. Đồng chí quân y đâu? Thế khi mà tự dưng Nhung ngã ra thì đang có đỡ, nhưng mà đang chỉ nghĩ nó là một cái choáng thôi chứ không nghĩ gì cả. Thì một lúc sau thì thấy Nhung thực sự là nằm ra và say nắng. Thế sao còn thở đều? Tôi sẽ phân giường cho các đồng chí như sau. Đồng chí Hương Giang, đồng chí lên vị trí giường phía trên. Đồng chí Kim Ngân, đồng chí sẽ ở vị trí giường phía dưới. Đồng chí Mai, đồng chí nằm ở vị trí bên dưới này. Sau đây các đồng chí tận dụng thời gian để tiến hành sắp xếp và cất quân tư trang. Bắt đầu. Nhấp, không hết. Một ít một thôi. Rồi thế, tí thôi. Tại vì là em cũng không nghĩ là thời tiết nó dã man như vậy. Mà em sẽ cố gắng. Em lúc nào cũng cố gắng. Và lúc mà em cảm thấy em khỏe rồi đó, thì em phải đứng dậy thôi. Em phải lên em tập tiếp thôi. Trời ơi, áp lực quá. Nãy em nói xong em nhớ, sao thì kêu cái em sợ em quên chân. Say nắng sao? Bị sốc nhiệt đúng không? Đây đúng không? Trên đây rồi. Đây bé lên cho. Không, tự lên được, được không? Được. Không có ngại gì chứ. Không sao. Lên đi, xong em bê cặp lên cho. Đây, này em lên cho. Này mũ của em nè. Ừ. Biết không bê? Cố gắng đi. Trải chiếu ra. Mang đôi dép đó mang mới. Dạ, cảm ơn hai người. Dạ, em cảm ơn. Chị tôi. Em có mang đồ bơi không? Tụi nè. Sao lại đồ bơi sexy vậy? Đâu có gì đâu mà sexy. Chết rồi, chị mặc cái đấy ra mấy anh dòm chị khỏi bơi luôn ấy. Em có ai nào đâu. Em có đem máy sấy nè mà. Nè Nguyễn Hồng Nhung nè. Ờ tôi để qua lại nha. Hỏi lại nha. Ờ. Đi phim á, mua được đó. Kệ hả? Ừ. Đang lẽ giờ lén bỏ vô thiệt chứ. Ờ chết á. Như đi du lịch đó nhờ. Ê, được. Được luôn. Sao của chị nhỏ quá giờ, của em bự anh đưa cho chị. Quần này nè. Dễ thương. Đầu quá. Abo chabo chabo. Đồng chí Mai đâu? Thay đồ. Có bán trái. Không dùng, đồng chí cất. Cái sổ tay à? Sổ tay công chí sẽ được cấp, sổ tay công chí để nguyên ở trong đấy. Cái đồng hồ à? Chí sẽ được cung cấp về thời gian. À, cho em xin một cái máy GoPro để ghi lại hình. Các đồng chí không sử dụng các nội dung quay phim. Tí nữa tôi sẽ giải thích lý do tại làm sao. Những cái đầu nào đồ nót của công chí để lại, còn tất cả công chí bỏ hết. Đồng chí cứ để đấy, đồng chí tắt nguồn. Rồi đồ nót đồng chí cứ xếp ra. Tiếp. Không vấn đề gì, các đồng chí không phải ngại ngần. Camera trước mặt kìa. Đồng chí Nhung làm gì đấy? Em quên mất đồ ạ. Thưa đồng chí chỉ huy, tôi xin phép được giữ lại một vài bộ đồ trang điểm.
để biết bạn ra của tôi đang trong quá trình điều trị. Mời đồng chí Nhung. Em cũng xin xin lỗi đồng chí. Tôi cũng xin giữ lại một số đồ trang điểm. Đơn giản thôi. Cho phép trong thời gian công chí đúng 2 phút, công chí lấy toàn bộ cái vật dụng một theo quy định, son môi và chân mày và kem dưỡng da để liên quan đến việc sắp xếp nội vụ vệ sinh trong quá trình thực hiện. Công chí rõ chưa? Dạ không thể được ạ. Rõ chưa? Rõ. Công chí Giang rõ chưa? Dạ rõ rồi ạ, nếu mà có ý kiến ạ. Mời đồng chí Giang. Thế đồng chí là bởi vì cái đồ trang điểm nó không phải là quy định theo món ạ, và là nó là chỉ là một vài món đồ thôi, nhưng mà nó phải có đủ các bước ạ. Thì bởi vì mình nghĩ rằng là chắc là thầy không hiểu về cái đồ trang điểm của con gái, thì Giang lại xung phong trong giải thích thêm một lần đó là thầy ơi không phải là như vậy. Nhưng mà tất nhiên là chúng tôi sẽ làm một cái thật là nhanh gọn chứ không phải là làm lâu như mọi khi ạ. Sẽ đảm bảo cái thời gian hoạt động và không ảnh hưởng đến thời gian trong 11 điều một ngày ạ. Cho phép trong thời gian công chí đúng 2 phút, công chí lấy toàn bộ cái vật dụng. Nhưng tôi lưu ý để lại công chí sử dụng. Nhưng nếu công chí trong quá trình kiểm tra nội vụ vệ sinh không đúng quy định, chúng tôi sẽ tiến hành thu lại. Công chí rõ chưa? Rõ. Đồng chí Giang chú ý nha, đồng chí phải cắt móng tay nha. Thế à? Cái này nó là cái thuốc nhuộm tóc ấy ạ, không phải nhuộm tóc đen đấy ạ. Trong quân đội tất cả mọi người phải cắt, đồng chí lấy đồng chí Ngân, đồng chí Mai kia làm chuẩn. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Đồng chí Mai cười gì đấy? À, em không kiểm soát được, em xin lỗi. À, tôi xin lỗi. Thay vì trang điểm 30 phút mỗi lần, giờ đây trong quân đội, thời gian đó chỉ tính bằng giây. Họ sẽ phải thay đổi và thích nghi với cuộc sống kỷ luật trong quân ngũ. Bởi thời gian không còn nhiều, và giờ đã đến lúc huấn luyện. Phía trước, Hương, chạy! Chạy bám hàng. Bám đi! Nhìn bên phải! Hăng! Tôi, Đào Thanh Tùng, mũi trưởng mũi 1 đội 10, báo cáo chỉ giáo viên, đưa bộ đội về vị trí, huấn luyện nội dung điều lệnh đội ngũ, quân số 8 đồng chí, hết. Được, đồng chí, về vị trí. Đó. Họ để công chí quan sát, tôi trên cương vị tiểu đội trưởng sẽ tập hợp đội hình, tổng mẫu công chí ra vị trí. Tiểu đội, thành một đường dọc. Được. Hết bước thứ nhất, công chí rõ chưa? Rõ. Bước thứ hai, điểm số. Điểm số. 1, 2, 3, 4, hết. Bước thứ ba, chỉnh đốn hàng ngũ. Nhìn trước. Thoáng. Thôi. Từ lúc mà Giang đến đây thì Giang không hiểu tại sao là trong bất kỳ một cái chuyện gì đấy là mình cũng là cái người đầu tiên phải làm. Số 4, qua trái. Được. Giải tán. Đội đội về vị trí. Vừa rồi, qua các bước, các đồng chí trong hàng, rõ chưa? Rõ. Sau đây đồng chí Giang trên cương vị tiểu đội trưởng ra tập hợp đội hình. Em à? Em thì đội trưởng à? Tôi. À tôi. Đồng chí Giang chú ý, trong điều lệnh của quân đội không có em, chỉ có tôi và đồng chí. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Tự nhiên được mới vào mà được làm tiểu đội trưởng thì tất nhiên là cũng thích rồi. Ai mà không muốn cái điều đấy. Bắt đầu. Tiểu đội, bố đang tập hợp. Điểm số 1. Thôi tập. Đi về phía trước đội hình 3-5 bước. Thực hiện động tác đằng sau quay.
Ô thứ hai, tiểu đội điểm số 1, 2, 3 hết. Bước thứ ba, căn chỉnh hàng ngũ. Bước thứ ba là chỉnh đốn hàng ngũ. Bước thứ ba, chỉnh đốn hàng ngũ. Mỗi người cách nhau 1 mét. Không phải mỗi người cách nhau 1 mét. Đồng chí trên cương vị tiểu đội trưởng, đồng chí hô nghiêm như trước thắng. Đồng chí rõ chưa? Rõ, xin lỗi đồng chí chỉ huy. Chỉnh đốn hàng ngũ, nhìn trước thắng. Số nào chưa đứng thẳng với hàng dọc ra khẩu lệnh, qua trái hoặc qua phải. Tiểu đội đã thẳng hàng. Tiểu đội giải tán. Cái việc mà xoay lại đứng nghiêm rồi mới bước đi xong đứng nghiêm rồi mới xoay lại, nhưng cái đấy nó quá chính xác. Thì trong ngay lần đầu tiên thì mình không thể nào mình thực hành được. Tiểu đội tập hợp thành một hàng ngang. Các đồng chí chú ý, tiểu đội tập hợp thành một hàng dọc. Điểm số 1, 2. Đồng chí Mai, bước này là bước thứ mấy? Bước này là... Nghiêm túc. Bước này là bước thứ nhất. Đồng chí đứng nghiêm. Tôi hỏi đồng chí, bước này là bước thứ mấy ở phần tập hợp? Báo cáo đồng chí chỉ huy, đây là bước thứ nhất của phần tập hợp. Được. Điểm số. Đồng chí chú ý, khẩu lệnh phải to, rõ, dứt khoát. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Làm lại. Điểm số 1, 2, 3 hết. Bước thứ ba là bước gì? Báo cáo đồng chí chỉ huy, bước thứ ba của tập hợp hàng ngũ đó là chỉnh đốn hàng ngũ. Hết. Được. Tiểu đội chú ý, nhìn trước. Tiểu đội chú ý, nghiêm. Tài như nào, nghiêm như nào, đồng chí nghiêm như nào? Trên cương vị tiểu đội trưởng, đồng chí nghiêm như thế nào? Nhìn trước và hai tay xuôi theo ống quần. Tiểu đội chú ý, nghiêm, nhìn trước. Thẳng. Sau đây chuyển sang nội dung thứ hai. Động tác chào báo cáo. Đồng chí quan sát, đồng chí Linh trên cương vị chiến sĩ, tôi trên cương vị tiểu đội trưởng. Bắt đầu tập. Báo cáo đồng chí, theo lệnh gọi tôi có mặt. Hết. Được. Đồng chí về vị trí. Rõ. Bắt đầu thực hiện. Tôi Nguyễn Thị Thu Hằng, chiến sĩ tiểu đội 1, trung đội 1. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, theo lệnh gọi tôi có mặt. Hết. Đồng chí về vị trí. Bắt đầu. Báo cáo chỉ huy. Thôi tập. Không được bỏ tay xuống. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Đồng chí làm lại. Báo cáo đồng chí chỉ huy, theo lệnh gọi tôi có mặt. Hết. Đồng chí nói to, rõ. Báo cáo đồng chí, theo lệnh gọi tôi có mặt. Hai đồng chí bắt đầu thực hiện. Báo cáo đồng chí chỉ huy, theo lệnh gọi tôi có mặt. Hết. Bỏ tay xuống. Đứng nghiêm. Đồng chí về vị trí. Hô rõ. Rõ. Giơ tay chào. Đồng chí Hòa về vị trí. Bắt đầu. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tôi Nguyễn Hương Giang, đồng chí tiểu đội 1. Thực hiện lại. Tôi Nguyễn Hương Giang, chiến sĩ tiểu đội 1, đại đội 1. Báo cáo đồng chí. Chưa được, làm lại. Tiểu đội, sau đến trung đội. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Làm lại. Tôi Nguyễn Hương Giang, chiến sĩ tiểu đội 1, trung đội 1. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, theo lời gọi tôi có mặt.
khi báo cáo xong hô hết. Hết. Rồi đồng chí Giang cho tôi biết cái cảm nghĩ của đồng chí bây giờ trong quá trình huấn luyện này như thế nào. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng. Không phải đại đội trưởng, tôi là trên cương vị người huấn luyện, người giáo viên. Báo cáo đồng chí giáo viên. Trong quá trình huấn luyện cảm thấy đồng chí giáo viên rất đẹp trai và trật tự, nghiêm túc. Đề nghị đồng chí nói lại. Sau buổi huấn luyện ngày hôm nay của chúng ta, tôi cảm thấy đồng chí giáo viên là một người rất tâm huyết và đẹp trai. Vừa nghĩ thế. Đồng chí Mai tập trung. Đã giảng dạy rất tốt, khiến cho tôi dễ hiểu về bốn hình thức tập hợp cũng như hai hình thức báo cáo trực tiếp và không trực tiếp. Được. Các đồng chí trong hàng, các đồng chí có ý kiến gì, các đồng chí cho ý kiến. Hết. Thì trong quá trình mà mình học tập này có quen ai, có cưới nhau không chị? Em có nhiều mối tình giống như trong hậu duệ mặt trời không chị? Dù có gian nan khổ hạnh cũng không được sờn lòng, vào sống ra chết cũng không được nản chí.